Nào, không bắt chân nhá. Anh ơi, sao tập xong mọi người tập xong mà anh mới đến? Sao mọi người tập xong mà anh mới đến? Một phút rưỡi, một phút vậy. Ngồi túc thế. Ngồi góc này được rồi anh ơi. Rồi, rồi, ba điểm. Ba điểm. Bình tĩnh. Thầy ơi, một phút rưỡi, một rưỡi, một phút vậy. Anh cứ để 2 phút nhé. Không quan ta được. Liên tiếp được. Hay. Hết giờ rồi. Được. Căng thế ngoài.